Xin chào tất cả quý anh em. Tôi giới thiệu với anh em vườn của anh Đỗ Sừng Trí nha. Đỗ Sừng Trí tại Bình Định đang dự cái triển lãm cây cảnh Bình Định năm 2023. Kính mời quý anh em có đi ngang qua Bình Định thì mời về Quy Nhơn để tham gia chiêm ngưỡng những cái tác phẩm rất là đẹp, những tác phẩm đẳng cấp hội tụ hầu như là cả nước về đây, rất là tuyệt vời. Kính mời của anh em đón xem. Bên sân thi giới thiệu vườn của anh là Đỗ Sừng Trí. Vườn Đỗ Sừng Trí có những cái, đây là những cái tác phẩm mà thương mại nha. Còn những cái tác phẩm trong khu trưng bày thì của anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ. Rồi có một cái tác phẩm me, một cái tác phẩm me này. Cây me đang ra hoa trái nè, rồi hoa trái rất nhiều nha, cây khá là độc đáo luôn quý anh em. Cây này đang hoa trái rất nhiều hoa mà nói nó thồng như giống như là cái hoa lộc vừng lắm quý anh em. Nó cũng đặc biệt đó là nó ra hoa này, ra hoa như một cái lộc vừng. Cái này sai khủng nha, này rất lớn. Cây này cái quanh đem có thể so sánh mà cái mình thầy à, nó có một cái nụ này rất kỳ quái luôn, rất kỳ quái luôn, rất đẹp. Cái này thì chiều cao nó tầm khoảng 80, phủ tán khoảng 90. Cái này là hai hàng bonsai ba người bê nặng nha, ba người bê nặng. Cây độc khá độc đáo đang cho hoa, hoa này rất là đẹp luôn này, quá đẳng cấp. Về cây me mà đây là một cây me chua mà nó không phải là cây me trâu nha. Cây me đây là cây me chua ở Bình Định chứ không phải là cây me trâu. Tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Gian hàng rất là nhiều, rất là nhiều cây hải châu. Của anh em nào ngang qua thì ghé thăm. Ở đây trưng bày cây rất là nhiều, hội tụ hầu như là cả nước luôn. Chỉ làm khu vực miền Trung Tây Nguyên mở rộng.